Độc Tôn Truyền Kỳ, Thanh Vân Môn, Lâm Nhất. Tập 126. Người nọ đột nhiên lao tới, một nửa người chui vào trong tường, tay phải chộp tới nhanh như chớp. Soạt. Lúc này cuộn tranh từ từ mở ra, nó không di chuyển nhưng lại như luôn cách xa cơ thể người nọ một khoảng thời gian. Đến khi cuộn tranh mở ra hoàn toàn, bàn tay hắn ta vẫn không thể chạm tới, ngược lại cả người hắn ta gần như đã chui vào vách tường. Tất cả mọi người hít vào một hơi, giờ phút này ai cũng cảm thấy kỳ quái, hình như có chỗ nào đó sai sai. Răng rắc. Bỗng nhiên dị biến xảy ra, phần cơ thể ngoài tường của người nọ trượt xuống, phần ở trong tường quay lại, nhìn thấy nửa cơ thể tách rời của mình, trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ tột cùng. Nhưng trước ánh nhìn của đôi mắt thần, phần cơ thể kẹt trong tường của hắn ta đột nhiên bắt đầu bốc cháy. Cháy thành cho tàn ngay trước mắt của mọi người. Cuộn tranh khép lại lần nữa, hoa văn trên tường tắt sáng, cung điện khôi phục như thường. Nếu không phải một nửa cơ thể người nọ còn ở dưới đất, mọi người sẽ cho rằng vừa rồi mình chỉ nhìn thấy ảo giác. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người trong điện chính rơi vào trầm mặc, sự háo hức của những người dao động trước đó cũng nguội lạnh. Quá kỳ quái, không thể hiểu được. Thạch Huyên và Tống Nhuệ cau mày, với thực lực của họ cũng cảm thấy để lấy được cuộn tranh này sẽ khá rắc rối. Trong bầu không khí yên tĩnh như chết, không ai ra tay này, Lâm Nhất nhìn chằm chằm vào hoa văn trên tường, trầm tư một lát rồi bước ra. Khi hắn vừa bước ra đã lập tức thu hút sự chú ý của mọi người bắt đầu thở nhanh hơn. Hắn định làm gì? Lẽ nào Lâm Nhất không sợ chết, vừa rồi đã có hai người chết trước đôi mắt bí ẩn này đấy. Hoa văn trên ba mặt tường hẳn là một loại linh văn nào đó, ít nhất cũng là thánh văn ngũ phẩm trở lên, chúng đan xen nhau tạo thành một loại trận pháp. Nhìn như quỷ dị, trên thực tế lại vận hành theo quy tắc. Người đầu tiên tấn công chết thê thảm nhất, hắn ta chết vì bị uy lực của trận pháp phản công. Người thứ hai cẩn thận hơn. Sau khi thử phá giải hoa văn thì định lấy cuộn tranh ra khỏi tường, nhưng cuối cùng lại mắc kẹt trong đó. Trên thực tế, thần mâu kim ô trong cuộn tranh là mắt trận của trận pháp này, khi nó mở ra sẽ là lúc trận pháp này được khởi động. Thật ra bất kể phương pháp nào, chỉ cần thành công trước khi cuộn tranh mở ra đều có thể rút lui an toàn. Đây là suy đoán của Lâm Nhất, nhưng suy đoán dù sao cũng là suy đoán, hắn cũng không nắm chắc 100%. Ta không tin một linh trận không người khống chế có thể nghịch thiên không gì phá được. Ánh mắt Lâm Nhất chợt lóe, hắn lẩm bẩm, linh trận mạnh đến đâu mà không có người khống chế cũng chỉ là tử trận. Rõ ràng trận pháp này có để lại một con đường sống, không phải ngăn chặn tất cả đường lui. Hiển nhiên đây chỉ là một thử thách do người trước để lại, sẽ không quá khó giải. Lâm Nhất điều động chân nguyên, năm ngón tay siết lại rồi đấm một quyền vào tường, chọn cách tấn công trực tiếp. Bùm! Trước vô số ánh mắt, quyền mang của Lâm Nhất mạnh mẽ khắc lên tường, chỉ trong chốc lát sắc mặt hắn đã hơi thay đổi. Hắn có thể cảm nhận được rõ, khi hoa văn trên tường phát sáng, ngọn lửa hừng hực ẩn chứa trong trận pháp đó chậm rãi chuyển động như sao trời. Sức mạnh kinh khủng ấy sôi trào mãnh liệt, táo bạo và ngông cuồng. Ánh sáng vàng chuyển động như khí huyết của hung thú thượng cổ đang thiêu đốt, chỉ đợi đến khi tung một đòn sấm chớp giết ngược lại hắn. Cuộn tranh trên tường còn chưa mở ra đã có một sức mạnh kinh khủng đánh tới, cánh tay Lâm Nhất đang run rẩy điên cuồng. Thanh Tiêu, Tử Diên. Hai đại kiếm quyết đồng thời khởi động, ánh sáng tím bùng nổ trên người hắn, kiếm uy cuồn cuộn gào thét chống lại ngọn lửa cuồng bạo được phóng thích từ trong tường. Răng rắc. Cuộc đọ sức vốn đang ngang sức, nhưng khi cuộn tranh trên tường từ từ mở ra, kiếm uy phun trào trên người Lâm Nhất lập tức xuất hiện từng vết rách. Loáng thoáng có xu thế có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Hơi phiền nhỉ, Lâm Nhất khẽ biến sắc. Nếu kiếm uy hoàn toàn sụp đổ, đợi đến khi cuộn tràn mở ra, thần mâu kim ô nhìn thấy hắn thì chắc chắn chỉ có một con đường chết. Tiểu tử này xong đời rồi. Thạch Huyên và Tống Nhuệ đều tỏ ra khinh thường, nhếch môi cười khẩy. Nhưng cũng coi như là có góp phần thăm dò uy lực của bức tường hoa văn này rốt cuộc ở cấp bậc nào. Nhưng nụ cười trên mặt hai người còn chưa biến mất, sau lưng Lâm Nhất đột nhiên xuất hiện dị tượng kim xí thần nhân, trong nắm đấm có ánh sáng vàng chói mắt bắn ra từ khe hở.
Audio điện tử Võ Tấn Bền. Kiếm huy mờ ảo như sắp sụp đổ kia lập tức vững chắc, còn trở nên sắc bén hơn. Chặn lại rồi ư? Hai người kinh ngạc, có chút trở tay không kịp. Răng rắc. Lâm Nhất thi triển Nhật Diệu Thần Quyền chặn lại lực phản công của Linh Văn, một quyền đấm vỡ hoa văn, bắt lấy cuộn tranh chưa mở ra hết trên tường. Lấy được rồi. Lâm Nhất cầm cuộn tranh lùi lại nhanh như chớp, vẻ mừng rỡ lộ ra từ trong mắt. Thần mâu kim ô trong cuộn tranh chắc chắn ẩn chứa một loại đạo vận nào đó, có lợi rất lớn đối với Nhật Diệu Thần Quyền và một người nắm giữ cuốn Thiên Phách Trục Nhật Thần Quyết như hắn. Thậm chí nói không chừng cuộn tranh này còn là mấu chốt của truyền thừa ở Nhật Diệu Tinh Cung. Nhưng khi Lâm Nhất ngẩng đầu lên, Thạch Huyên và Tống Nhuệ lại mỉm cười chặn đường hắn. Công tử Táng Hoa quả nhiên danh bất hư truyền, Thạch Mỗ nói là làm. Nếu ngươi đã lấy được cuộn tranh, Thạch Mỗ sẵn sàng đổi bằng bảo bối ngang giá, một viên đan tinh thần cũng đủ rồi nhỉ. Vẻ đùa cợt thoáng qua trong mắt Thạch Huyên, hắn ta lật tay lại lấy đan tinh nguyên ra nghịch. Soạt. Hắn ta vừa dứt lời, tiếng ồn ào lập tức vang lên trong đại sảnh, không ngờ Thạch Huyên lại dùng một viên đan tinh thần để đổi cuộn tranh, quả thật là đang sỉ nhục đối phương. Đây sao có thể là trao đổi ngang giá, rõ ràng là đang cướp đoạt trắng trợn. Lâm Nhất lạnh lùng nhìn đối phương. Chưa kể đến mối thù trong lửa tinh thần, hắn ta dõng dạc bảo tặng Lông Vũ Thần Hỏa Ô cho hắn trước đó, lúc này còn muốn đổi cuộn tranh mà hắn vất vả lấy được bằng một viên đan tinh thần, cũng không biết dũng khí từ đâu ra. Mặt ngươi cũng không dày bình thường đâu, nhưng sao ta lại thấy giống như thích bị ăn đánh nhỉ? Lâm Nhất nhếch môi cười, nhưng lời này lại làm mọi người trong điện khiếp sợ, câm như hến. Thạch Huyên và Tống Nhuệ lập tức sầm mặt lại. Mặt dày, thích bị ăn đánh. Lâm Nhất không chỉ hù dọa bình thường, hắn còn muốn tát hai người nắm giữ tinh diệu chi linh, ngông cuồng đến mức khiến người ta không thể tưởng tượng. Ngoại trừ thất đại cự đầu như La Chấn, Tần Lâm, người được công nhận có thực lực mạnh nhất ở khu vực Thương Long là những kẻ nắm giữ tinh diệu chi linh này. Thất đại cự đầu đã có thực lực mạnh đến một chân nguyên khác, họ theo đuổi cơ duyên trên tạo hóa. Không có quá nhiều hứng thú với tinh diệu chi linh. Nhưng đó là thất đại cự đầu. Đối với nhân tài kiệt xuất bình thường, ngũ đại tinh diệu chi linh kim, mộc, thủy, hỏa, thổ có sức hấp dẫn chí mạng. Để giành được những tinh diệu chi linh này đều phải bước ra từ núi thây biển lửa, không có thực lực độc bá một phương thì hoàn toàn không có tư cách tranh giành. Có thể giữ được tinh diệu chi linh không để mất là một bản lĩnh khác, huống hồ bản thân tinh diệu chi linh còn có thể trợ giúp họ. Trước đó hai người đã thể hiện thực lực mạnh mẽ trên đạo trường, thủ đoạn đáng sợ ấy khiến người ta gần như tuyệt vọng. Lâm Nhất, người tưởng giết được là có thể đứng ngang hàng với chúng ta thật à? Chúng ta có thể khống chế tinh diệu chi linh, người không hề biết chúng ta đã từng trải qua bao nhiêu sự kiện trọng đại. Một kẻ ngông cuồng như người càng không biết đã chứng kiến bao nhiêu lần, tốt nhất là người nên suy nghĩ kỹ trước khi nói. Tống Nhuệ nói với vẻ mặt xám xịt. Giọng điệu âm u, dù sao não cũng là thứ tốt, có còn hơn không? Lúc nói, trên người Tống Nhuệ như có sát ý lúc ẩn lúc hiện, khí thế khóa chặt Lâm Nhất, theo dõi từng cử động của hắn. Thạch Huyên còn tỏ ra thờ ơ hơn, hắn ta hơi ngước mắt lên, lạnh nhạt nói, người đã thành công làm ta thay đổi ý định. Dù bây giờ ngươi có quỳ xuống cầu xin ta cũng không thèm nhìn ngươi. Giao cuộn tranh ra đây, ta sẽ cho ngươi một con đường sống. Nếu không ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Bớt nói nhảm, cứ ra tay đi. Nhưng trước lời đe dọa của hai người, Lâm Nhất không hề dao động, bàn tay phải trắng như ngọc chậm rãi thò ra từ trong ống tay như mây. Đồ không biết điều. Tống Nhuệ nhìn chằm chằm Lâm Nhất khịt mũi, ra tay đầu tiên. Hắn ta bước lên nửa bước trong cung điện, chỉ nửa bước đã có chân nguyên cuồn cuộn đánh úp tới như ngọn núi lớn. Đó là một luồng uy áp nặng nề ẩn chứa ý chí thổ vô cùng đáng sợ. Khi luồng khí tức này phóng thích, những người khác trong điện chính lập tức hộc máu văng ra xa. Vù! Ngay sau đó hắn ta biến mất ngay tại chỗ, biến thành bóng mờ xuất hiện trước mặt Lâm Nhất, chân nguyên ngưng tụ trong bốn vùng khí hải rót vào trong năm ngón tay đang siết chặt, hắn ta tung quyền về phía Lâm Nhất. Khi quyền mang xuất hiện, sau lưng hắn ta đột nhiên có một ngọn núi nhô lên từ dưới mặt đất rồi biến thành một dãy núi chập trùng bất tận.
Dãy núi đó bao la hùng vĩ, tồn tại từ xa xưa như vĩnh hằng bất diệt, thế sự xoay vần, năm tháng trôi qua cũng không thể loại trừ. Ông! Nhưng khi quyền này chạm tới kiếm uy bao phủ toàn thân Lâm Nhất thì phát ra tiếng động nặng nề, sau đó tiếng kiếm ý ông mãi không dứt. Mặc dù kiếm uy thương long bị quyền này đánh cho lắc lư liên tục nhưng chung quy vẫn không có một vết rách. Đến ngày hôm nay, muốn dễ dàng phá vỡ kiếm thế của Lâm Nhất thì không đơn giản chút nào. Kiếm ý, thảo nào lại dám cản rỡ như vậy, kiếm ý của ngươi quả thật có chỗ hơn người, nhưng gặp được ta thì coi như ngươi xui xẻo. Sau khi nghe thấy tiếng vang khác biệt từ kiếm ý của Lâm Nhất, Tống Nhụy không có vẻ ngạc nhiên lắm, dù sao ở khu vực Thương Long sớm đã không ai không biết, không người không hay kiếm ý của Lâm Nhất mạnh như thế nào. Biến thổ thành sông. Tống Nhụy cười khẩy, chân nguyên màu xám cho chợt gào thét lao đi. Dưới sự hỗ trợ của ý chí thổ, dị tượng nặng nề như núi kia đột nhiên phun trào như nước sông, cả điện chính chìm xuống vũng bùn. Quỷ dị như vực sâu. Nhưng vẫn chưa hết, Tống Nhụy tiếp tục la lên, giang hà cửu chuyển, hoàng long phá thiên. Bùn đất biến thành sông chuyển động một cách điên cuồng, ngay sau đó hắn ta lặng lẽ thả lỏng nắm đấm rồi tung một trường, trường mang cuốn theo một con rồng vàng ẩn chứa long uy cuồng bạo lao về phía Lâm Nhất. Nhóm người đã rời khỏi điện chính lập tức thay đổi sắc mặt, nhận ra tuyệt kỹ nổi tiếng này của Tống Nhụy. Ý chí thổ nhị phẩm của hắn ta có cảnh giới cực kỳ cao thâm. Một khi thi triển sát chiêu này, hắn ta có thể dễ dàng giết chết đối phương. Nhìn long uy màu vàng đất cuồn cuộn trên bầu trời, tất cả mọi người đều có thể nhìn ra chỗ bất phàm của chiêu thức này. Võ giả cảnh giới thiên phách tầng 4 bình thường vừa gặp là chết ngay, thậm chí không có cơ hội đánh trả. Thạch Huyên lạnh lùng đứng nhìn, không vội vã ra tay, chỉ nhìn chằm chằm vào Lâm Nhất bằng ánh mắt như rắn độc. Rõ ràng chỉ cần Lâm Nhất để lộ sơ hở. Hắn ta sẽ lập tức thi triển sát chiêu nghiền ép đối phương, một chiêu đánh trọng thương. Võ học tạo hóa cấp vương giả. Lâm Nhất khẽ nheo mắt nhìn con rồng vàng kia, vẻ ngạc nhiên chợt thoáng qua trong mắt. Hắn nhanh chóng nhận ra sát chiêu này chỉ kém hơn võ học tạo hóa cấp đế giả một bậc, uy lực sẽ rất mạnh khi được thi triển trong tay Tống Nhụy. Vèo. Hắn phất tay lên, hộp đựng kiếm cạch một tiếng rồi mở ra, đến khi năm ngón tay siết lại. Tay phải hắn đã giữ chặt vỏ kiếm. Ông bạn già, lâu rồi không gặp. Lâm Nhất hít sâu một hơi, vẻ quyến luyến thoáng qua trong mắt, sau đó hắn rút kiếm ra khỏi vỏ ngay trước ánh mắt của tất cả mọi người. Soạt. Kiếm quang rực rỡ lập tức chiếu sáng khắp mọi nơi, Lâm Nhất vừa rút kiếm ra liền chém một nhát, không hề hoa mỹ và chuẩn bị chút nào. Nhưng không ai biết chiêu kiếm có vẻ bình thường này đã âm thầm hoàn thành quá trình phong lôi như xương, kiếm khí như tơ. Kiếm uy quấn chặt lấy kiếm táng hoa cũng đồng thời trở nên sao động, khi nó hưng phấn đến mức chấn động, kiếm thứ nhất của Trảm Thiên Tam kiếm đã được thi triển. Tự tìm đường chết. Vẻ giễu cợt thoáng hiện trong mắt Tống Nhụy, Hoàng Long phá thiên của ta là võ học tạo hóa cấp vương giả, không đến lượt Nhật Diệu thần quyền của ngươi chống cự, không ngờ ngươi lại rút kiếm nghênh chiến. Nhưng trong cơ thể con rồng đất màu vàng đất đang diễu võ dương giữa không trung đột nhiên xuất hiện 9 kén lôi, vị trí của chúng vừa khéo nằm ở những nơi yếu nhất của con rồng đất này, tiếng nổ liên hoàn vang lên, con rồng đất khổng lồ bỗng dưng nổ tung. Phá! Lâm Nhất la lên, con rồng đất khổng lồ vốn đã nổ tung lập tức biến thành vô số mảnh nhỏ ngay trước mắt mọi người. Uy lực của võ học tạo hóa cấp vương giả sụp đổ trong tích tắc. Mọi người trợn to mắt lên, điều này thật kỳ lạ. Lúc này sắc mặt Tống Nhụy trở nên cực kỳ khó coi, khóe miệng chảy máu, hốt hoảng lùi lại vài bước. Trong điện chính yên tĩnh như chết, ai cũng khó giấu được vẻ kinh ngạc, đó là một chiêu mà Tống Nhụy gần như dốc hết toàn lực, thế mà lại bị Lâm Nhất phá bằng một kiếm, mạnh đến mức khiến người ta giận sôi, không dám tin tưởng. Ầm ầm. Sau khi con rồng đất kia nổ tung, kiếm ý của Lâm Nhất lập tức lan rộng ra xung quanh, với sự hỗ trợ của kiếm táng hoa, kiếm ý nhanh. Chóng thay ra đổi thịt. Tất cả mọi người đều cảm nhận được sự sắc bén khiến người ta phải run rẩy từ trên người hắn. Kiếm ý này. Sắc mặt Thạch Huyên và Tống Nhụy đều trở nên nặng nề. Họ hoàn toàn không ngờ sau khi rút kiếm, kiếm ý thông linh của đối phương sẽ mạnh đến mức này. Trước đó kiếm ý giữ vai trò hỗ trợ cho quyền mang,
tuy nó có sự sắc bén nhưng chung quy vẫn thiếu một phần kiên quyết, nhưng sau khi rút kiếm lại khác biệt rất lớn, kiếm táng hoa có thể đảo ngược hỗ trợ cho kiếm ý. Thủ đoạn này đã nằm ngoài tầm hiểu biết của Thạch Huyên và Tống Nhuệ, không phải một thanh đạo binh thượng phẩm là có thể giải thích rõ ràng. Nhất là Thạch Huyên cũng nắm giữ đạo ý thông linh, hắn ta nhạy bén nhận ra dù có ý chí võ học cùng cấp độ, kiếm ý của đối phương có thể dễ dàng nghiền ép đạo ý của mình, sự hiểu biết hoàn toàn không cùng một phương diện. Rốt cuộc tiểu tử này làm bằng cách nào? Thạch Huyên và Tống Nhuệ nhìn nhau, cả hai đều thấy được vẻ khó tin trong mắt đối phương. Kiếm ý của ngươi cách cảnh giới thông thiên không xa phải không? Thạch Huyên nghiêm túc, nghiến răng hỏi. Ai mà biết? Lâm Nhất cười lạnh lùng, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Dùng tinh diệu chi linh, ta không tin không giết được hắn. Thạch Huyên sầm mặt lại, hắn ta và Tống Nhuệ đồng thời triệu hồi kim diệu chi linh và thổ diệu chi linh. Sau khi hai tinh diệu chi linh được triệu hồi, ý chí võ học trên người hai người lập tức tăng vọt điên cuồng. Cùng xông lên. Hai người nhanh chóng lao về phía Lâm Nhất với uy thế ngập trời. Tới đúng lúc lắm. Lâm Nhất nhếch môi cười, ánh sáng trong mắt chợt tối sầm, hắn dứt khoát nghênh chiến không chút sợ hãi. Dưới sự thôi động của hai đại kiếm quyết, kiếm ý dồi dào mang theo sức mạnh phong lôi cuồn cuộn như thương long bay lượn quanh người hắn. Ầm ầm. Cuộc chiến giữa ba người dấy lên một cơn lốc khủng khiếp trong chủ điện, các loại dị tượng đáng sợ liên tục xảy ra. Chân nguyên sao động, kiếm ý tung hoành. Sau hơn 10 chiêu, Lâm Nhất lấy một địch hai, kiếm thế trên người càng đánh càng mạnh. Giữa tiếng thương long thét gào, một mình hắn dựa vào kiếm uy hoàn toàn áp đảo hai người. Sơn hà vạn dặm như hoa nở rộ, giang hà cửu chuyển huyết nhiễm thương khung. Ầm. Lâm Nhất đâm ra, chín thức của Trần Quang kiếm pháp đều đánh vào người Tống Nhuệ, kiếm quang sáng chói phát ra, uy áp trên người đối phương lập tức chia năm xẻ bảy, chân nguyên hộ thể xuất hiện gợn sóng rồi vỡ vụn. Phụt. Một ngụm máu tươi phun ra, tiếng nhuệ bị đánh bay, thảm hại và vào vách tường trong điện chính. Răng rắc. Vách tường đầy những hoa văn cổ xưa cũng không chịu nổi trước sự va chạm kịch liệt này, nó xuất hiện những vết nứt tràn ra ánh lửa. Nhiều cao thủ ở ngoài cung điện nhìn thấy cảnh này đều kinh hãi, không dám tin. Thạch Huyên, hãy tiếp chiêu của Lâm Nhất ta. Nhìn thấy Tống Nhuệ bị đánh bay, Thạch Huyên lập tức thay đổi sắc mặt, vội vàng lùi về sau, nhưng hắn ta vừa lùi được một nửa đã nghe thấy tiếng quát lớn bên tai, ngoảnh đầu nhìn lại, thiếu niên đứng lặng giữa không trung kia toát ra khí lạnh khiến người ta có như rơi vào hầm băng, sát ý trong mắt phun trào như núi lửa. Thanh tiêu tại thụ. Tử Diên hoa khai. Dưới gầm trời này, một kiếm chạm xuống. Chạm thiên tam kiếm, kiếm thứ hai, thanh liên. Trên bầu trời kiếm khí như hồ, lá rụng thành sen, nước chảy hoa bung nở, một thoáng hóa vĩnh hằng. Nỗi sợ hãi lấp đầy trong đôi mắt của Thạch Huyên, hắn ta bị ép xoay người, buộc lòng phải bộc phát toàn bộ tiềm lực trong tuyệt cảnh. Răng rắc. Nhưng tốc độ của chiêu kiếm này quá nhanh. Dị tượng ma thi hai cánh mà Thạch Huyên dùng để ngăn cản chiêu kiếm này còn chưa thành hình hoàn toàn đã bị kiếm chặt đứt. Kiếm quang liên tục lấn tới chém rách cả quần áo lẫn đạo giáp hộ thể của hắn ta. Phụt. Máu phun ra như suối, Thạch Huyên lập tức bị đánh bay, lúc sắp chạm đất hắn ta quỳ phịch xuống đất. Hắn ta còn chưa kịp đứng dậy, Lâm Nhất đã nhanh như chớp lao tới, không đợi hắn ta phản ứng đã đá một phát, tiếng gãy xương đầu gối vang lên. Thạch Huyên kêu gào thảm thiết, chân còn lại cũng quỳ xuống. Lâm Nhất cất kiếm vào vỏ, lạnh lùng nhìn đối phương, người có còn nhớ ta đã từng nói gì không? Người muốn làm gì? Thạch Huyên sợ hãi, chợt nghĩ tới điều gì đó, hai mắt trợn to, lửa giận suýt phun trào ra ngoài. Chát! Đáp lại hắn ta là một cái tát vang dội, hắn ta đang quỳ gối thì bị Lâm Nhất tát bay ra xa. Nhưng khi hắn ta bay lên, Lâm Nhất lại trở tay tát thêm một bạt tai, chát, trong tiếng tát tai giòn giã, mấy chiếc lá nát phun ra theo máu, Thạch Huyên quay cuồng giữa không trung vài vòng rồi ngã xuống bên cạnh Tống Nhuệ đang giãy giụa đứng lên. Lâm Nhất ngước lên nhìn qua. Tống Nhuệ lập tức run bần bật, hai chân mất khống chế run lên, bịch, hắn ta vừa mới đứng dậy đã sợ tới mức quỳ xuống. Bịch.
Tiếng quỳ gối của Tống Nhuệ có thể nói là làm cho người ta được mở mang tầm mắt, không thể tin nổi. Đường đường là người nắm giữ thổ diệu chi linh mà lại bị một ánh mắt của Lâm Nhất dọa sợ run bần bật, không kiểm soát được quỳ xuống đất. Chuyện gì thế này? Tống Nhuệ khiếp sợ, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, không thể tin vào hành động của mình. Sau khi quỳ xuống, hắn ta mới giật mình bừng tỉnh, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Lúc này hắn ta muốn đứng dậy lần nữa, nhưng trước ánh mắt của Lâm Nhất dường như có một luồng kiếm uy vô hình đâm xuyên người hắn ta. Hai chân như nặng vạn cân, không cách nào đứng dậy nổi. Bịch! Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán Tống Nhuệ, sắc mặt trắng bệch không có chút máu, trong mắt hắn ta tràn đầy sợ hãi. Thật đáng sợ! Tống Nhuệ chưa từng trải qua cảm giác này, hoàn toàn là phản ứng theo bản năng của cơ thể. Sau khi sự tự tin bị đánh tan thì không thể gây dựng lại nữa, hắn ta đã mất dũng khí đối mặt với Lâm Nhất. Còn Thạch Huyên thì đã sợ vỡ mật, sau khi ngã xuống đất, hắn ta thất thểu đứng dậy, vừa định đi thì cảm nhận được ánh mắt của Lâm Nhất, hắn ta lập tức đờ người ra. Để yêu đan vào huyết mạch của thần hỏa ô lại, các ngươi có thể cút. Lâm Nhất nói với vẻ mặt không cảm xúc. Dù sao hắn cũng không phải người thích giết chóc nên không đuổi tận giết tuyệt Thạch Huyên và Tống Nhuệ, bài học này đã đủ rồi. Ba cái tát coi như đã trút hết giận. Trong lòng hắn, cái tát thứ nhất là trả lại sự giễu cợt mà đối phương làm liên lụy tới hắn trong lửa tinh thần. Cái tát thứ hai là để cho đối phương biết, đừng tưởng nắm giữ tinh diệu chi linh gì đó trong tay là có thể thích làm gì thì làm. Còn cái tát cuối cùng là để nói cho đối phương biết. Hãy ghi nhớ những gì Lâm Nhất đã nói, kiêu ngạo là do thích bị đánh. Thạch Huyên thay đổi sắc mặt, thần hỏa ô khi mạnh nhất là yêu thú cảnh giới thần đan hàng thật giá thật, yêu đan của nó cũng có giá trị không thua kém gì cuộn tranh trong tay Lâm Nhất. Lâm Nhất, ngươi đừng quá đáng. Lửa giận bùng cháy trong mắt Thạch Huyên, hắn ta trầm giọng, lấy cuộn tranh thì cũng thôi, còn muốn cướp yêu đan của ta, ngươi nghĩ mình là ai? Có vẻ như ngươi vẫn chưa rõ tình cảnh của mình nhỉ. Lâm Nhất khẽ nhướng mày, hờ hững đáp. Ta đưa. Trái lại thì Tống Nhuệ không đợi Lâm Nhất ra lệnh đã lấy huyết mạch của thần hỏa ô ra. Đó là huyết mạch màu đen dạng hình cầu, bên trong huyết cầu chứa sợi tơ màu vàng yếu ớt, đó là huyết mạch tượng trưng cho thần thú kim ô. Cút đi. Lâm Nhất cất kỹ huyết mạch, lạnh nhạt nhìn Tống Nhuệ, hắn ta như chút được gánh nặng. Hoàn toàn không quan tâm Thạch Huyên còn đang giằng co mà xoay người bỏ chạy, không dám ở lại điện chính thêm một giây phút nào nữa. Khuôn mặt đã bị tát sưng lên của Thạch Huyên lập tức trở nên lúc xanh lúc trắng, trông có vẻ cực kỳ thảm hại. Hắn ta nhìn Tống Nhuệ đã chạy xa với vẻ mặt vô cùng khó coi, hoàn toàn không ngờ người đồng đội này của mình lại bị đối phương hù dọa thành ra thế này. Sự thay đổi bất ngờ xảy ra khiến những người này nhíu chặt lông mày. Mặc dù yêu thú trong rừng yếu hơn thần hỏa ô canh giữ, nhưng nghe tiếng gầm thét liên tiếp không dứt, số lượng có vẻ rất nhiều. Ngay cả Lâm Nhất cũng ngạc nhiên trước khí tức yêu thú đột ngột xuất hiện này, trong cơ thể những con yêu thú đó đều ẩn chứa khí tức hỏa diễm cực kỳ cuồng bạo. Có lẽ khi nhật diệu chi tinh chiếu xuống, huyết mạch của chúng đều xảy ra biến dị ở nhiều cấp độ khác nhau thì cũng không dễ trêu vào. Với mình thì cũng chưa chắc là chuyện xấu. Lâm Nhất lẩm bẩm. Ánh mắt chợt lóe. Hắn khá tự tin vào thực lực hiện tại của mình, không sợ sau khi tìm được truyền thừa sẽ không tranh lại những người khác. Điều duy nhất hắn lo lắng là vận may không tốt, để người khác nhanh chân tới trước lấy đi truyền thừa của Nhật Diệu Tinh Cung trước. Bầy yêu thú cuồng bạo này sẽ vô hình giữ chân những người khác, nhưng với thực lực của hắn thì hoàn toàn có thể tung hoành tùy ý. Tìm bừa thì quá phụ thuộc vào vận may, cần phải dùng tới thủ đoạn mới được. Lâm Nhất xoa cằm, nhanh chóng đưa ra quyết định, bèn lấy cuộn tranh kim ô từ trong túi trữ vật ra. Nếu thứ này có liên quan đến truyền thừa của Nhật Diệu Tinh Cung thì ít nhiều cũng sẽ cho hắn một chút cảm ứng, không đến mức mờ mịt đi lung tung. Lâm Nhất cầm chặt cuộn tranh, chậm rãi nhắm mắt lại, dùng hồn lực cảm ứng thần mâu kim ô trong cuộn tranh. Một lát sau, trong đầu hắn hơi choáng, bỗng có ánh lửa bừng lên, một mặt trời thần chói mắt xuất hiện. Ở hướng đó, Lâm Nhất mở mắt ra nhìn về hướng đông bắc, cuộn tranh cảm ứng được ở hướng đó có một mặt trời thần tựa như vĩnh hằng bất diệt. Nhưng nhìn bằng mắt thường lại rất bình thường, không để lộ uy thế.
dù cố gắng tìm kiếm cũng chưa chắc có thể phát hiện điểm khác thường, Lâm Nhất nói nhỏ cũng có chút tác dụng đấy. Khoảng nửa canh giờ sau, Lâm Nhất đi băng qua khu rừng rậm rạp, trên đường đi đã giết rất nhiều yêu thú, cuối cùng đến một khe núi yên tĩnh ở sâu trong rừng. Soạt. Sau khi tiến vào khe núi, khung cảnh trước mắt trở nên rộng rãi và sáng sủa, phía sau khe núi có một pho tượng kim xí thần nhân cực kỳ khổng lồ. Mùi máu, không đúng. Lâm Nhất vừa ngửi đã thay đổi sắc mặt, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy dưới đất có 7 thi thể mới chết không lâu, máu chảy ràn rụa vẫn chưa đông lại. Ta đã đợi ngươi rất lâu. Trong khe núi, bóng người ngồi trên bồ đoàn đột nhiên quay lại nhìn về phía Lâm Nhất bằng ánh mắt tối tăm, quanh người hắn ta có 8 cuộn tranh bay lơ lửng, còn hắn ta ngồi trên bồ đoàn toát ra khí tức thần bí và cổ xưa. Bồ đoàn được bao quanh bởi những hoa văn quỷ dị. Chúng giống hệt những hoa văn trên tường trong tòa điện chính lúc trước. Khi ánh mắt người nọ nhìn vào Lâm Nhất, hắn lập tức nổi da gà, cảm nhận được sức uy hiếp cực kỳ chí mạng. Lâm Nhất ngẩng đầu lên nhìn về phía đối phương, con người đột nhiên co rụt lại, người này là một trong thất đại cự đầu trên bảng Thương Long, Phong Huyền Dực. Mỗi người trong thất đại cự đầu trên bảng Thương Long đều có thực lực mạnh đến mức khiến người ta giận sôi. Tên của họ đã xuất hiện trên bảo kính thông thiên từ lâu, tỏa sáng rực rỡ, dần dần che mất ánh sáng của những cái tên khác. Ở khu vực Thương Long, 7 người này có thể nói là không ai không biết, không người không hay. Ngay cả Lâm Nhất cũng biết đôi chút về 7 người này, nhưng hắn chỉ mới được gặp 3 người gồm La Chấn, Tần Lâm và Quân Mộng Trần. Bây giờ xem ra thất đại cự đầu trên bảng Thương Long vẫn chia thành 2 phe khá rõ ràng. 3 người nhóm La Chấn là một phe, 4 người nhóm Phong Huyền Dực hẳn là một phe khác. Phe trước cũng coi như có thiện ý với hắn, nhất là La Chấn còn hạ thấp thân phận làm quen với hắn, điệu bộ có vẻ không phải giả. Còn người trước mặt này mang lại cho Lâm Nhất cảm giác rất nguy hiểm, đặc biệt là 7 thi thể dưới đất càng khiến người ta rùng mình. Nhìn 8 cuộn tranh lơ lửng quanh người Phong Huyền Dực. Lại nhìn các thi thể dưới đất và bồ đoàn cổ xưa mà đối phương đang ngồi. Lâm Nhất nhanh chóng có suy đoán đại khái, có lẽ 7 người dưới đất này cũng nắm giữ cuộn tranh kim ô giống hắn. Cuộn tranh của hắn là đôi mắt, những người này có thể là cánh, cơ thể và móng vuốt. Tất cả họ đều cảm ứng được sự tồn tại của khe núi này, tưởng rằng mình có thể nhanh chân tới trước, có thể lấy đi truyền thừa trong Nhật Diệu Tinh Cung. Nhưng lại không ngờ Phong Huyền Dực đã đến trước một bước. Đến một người thì chết một người, bây giờ hắn ta đã lấy được 8 cuộn tranh, rất có thể chỉ còn thiếu cuộn tranh trong tay hắn. Nhìn những thi thể dưới đất, tất cả đều chết sau một chiêu. Thậm chí Lâm Nhất còn có thể tưởng tượng ra hình ảnh đó, người đến vừa mới đặt chân vào khe núi, chưa biết gì đã bị trúng một chưởng từ kẻ ngồi trên bồ đoàn này. Đầu nổ tung, chết ngay tại chỗ. Thất đại cự đầu quả nhiên có thực lực phi phàm, những kẻ nắm giữ tinh diệu chi linh kia còn lâu mới có thể so sánh. Lâm Nhất nhìn về phía người nọ, sắc mặt vô thức trở nên nghiêm túc hơn rất nhiều. Tuy hắn đã liệu trước rằng có thể sẽ gặp thất đại cự đầu, nhưng đó là chuyện sau khi bảo điện Thương Long mở ra, hắn cũng không ngờ chỉ mới Thương Long thất tú đã gặp cao thủ ở đẳng cấp này. Không cần căng thẳng, ta không ra tay do đã nhận ra là ngươi đến. Ngươi là công tử Táng Hoa Lâm Nhất phải không? Tần Lâm và Quân Mộng Trần từng nhắc đến ngươi, thậm chí ngay cả Long Thủ La Trấn cũng khá coi trọng ngươi, Phong Huyền Dực ngồi trên bồ đoàn, mỉm cười nhìn Lâm Nhất. Khách sáo rồi. Lâm Nhất bình tĩnh đáp. Trông hắn nghiêm túc cũng không có nghĩa là hắn căng thẳng, hiển nhiên thực lực của người này mạnh hơn đám người Thạch Huyên rất nhiều, nhưng không đến mức làm hắn e sợ. Trước khi đến đây, hắn cũng đã có chuẩn bị trước sẽ đối mặt với mấy người này. Phong Huyền Dực khẽ nheo mắt, vẻ ngạc nhiên thoáng qua trong mắt, lập tức hiểu ý của đối phương. Đối phương có vẻ không quan tâm thân phận của hắn ta, nếu hắn biết điều thì nên cảm ơn hắn ta vì đã không giết, chủ động giao cuộn tranh ra. Soạt. Phong Huyền Dực chậm rãi đứng dậy quay lưng về phía Lâm Nhất, nhìn pho tượng kim si thần nhân ở sâu trong khe núi, Lâm Nhất. Người có biết bức tượng đá này tượng trưng cho điều gì không? Không biết. Lâm Nhất cũng rất tò mò về tượng đá này. Kim Sĩ Thần Nhân xuất hiện sau lưng khi hắn tu luyện Nhật Diệu Thần Quyền đến cảnh giới đế giả cũng rất giống với tượng đá này. Đây là thần tổ Kim Ô.
truyền thừa của Nhật Diệu Tinh Cung có liên quan đến đại đạo Kim Ô, ngươi không lĩnh ngộ ý chí hỏa diễm nên truyền thừa nơi này không liên quan gì tới ngươi. Bây giờ chỉ thiếu cuộn tranh trong tay ngươi, ta sẽ mở được truyền thừa. Nếu ngươi chủ động giao ra thì tạm thời coi như ta nợ ngươi một nửa ân tình. Phong Huyền Dực xoay người lại, thản nhiên bảo, một nửa ân tình coi như là sự tôn trọng ta dành cho ngươi. Lâm Nhất nhìn đối phương với vẻ bình tĩnh hơn bao giờ hết, nếu ngươi nhường 8 cuộn tranh này cho ta, ta sẽ nợ ngươi một ân tình hoàn chỉnh, cũng coi như là sự tôn trọng ta dành cho ngươi. Nói đùa gì thế? Đại đạo Kim Ô không có quan hệ với truyền thừa kiếm đạo nhưng lại có liên quan rất nhiều đến hai loại võ học cao đẳng mà hắn đang nắm giữ, một khi có được thì chắc chắn thực lực sẽ tăng nhanh như gió. Sao Lâm Nhất có thể nhường cho đối phương? Hơn nữa, mặc dù đối phương rất mạnh nhưng cũng không mạnh tới mức chỉ cần dăm ba câu đã dọa hắn sợ bỏ chạy. Xem ra ngươi không biết tình cảnh của mình, cũng không biết những kẻ nằm dưới đất này đã chết như thế nào, Phong Huyền Dực lạnh nhạt. Không vui không buồn, cảm xúc không hề dao động, vậy thì ta sẽ tự đi lấy, vừa khéo bớt đi nửa ân tình này. Vốn dĩ ta nể mặt La Chấn nên mới cho nửa ân tình này, nếu ngươi không cần thì rất hợp ý ta. Vừa dứt lời, Phong Huyền Dực chậm rãi giang hai tay ra, một ngọn lửa không ngừng lắc lư sau lưng hắn ta. Ánh sáng của ngọn lửa đó chói mắt như ánh mặt trời, ánh sáng vàng lập tức bao trùm cả khe núi. Vẫn chưa hết. Từng con quạ lửa lần lượt bay ra từ trong quả cầu lửa như mặt trời kia, ngay sau đó trên bầu trời bị đám quạ lửa này phủ kín, cả nửa bầu trời như đang bốc cháy. Dị tượng đáng sợ lập tức khiến cho đảo Phù Không chấn động, bất kể ở nơi nào trên hòn đảo. Chỉ cần ngẩng đầu lên đều có thể nhìn thấy cảnh tượng quạ lửa chen chúc che khuất cả bầu trời. Hỏa diễm có linh, ý chí hỏa diễm của ta cũng không yếu hơn kiếm ý của ngươi bao nhiêu. Hãy đỡ một chiêu của ta trước đi, đừng có để một trưởng đã chết rồi đấy, như vậy sẽ rất nhàm chán. Ánh sáng lạnh sắc bén cuồn cuộn trong mắt Phong Huyền Dực, chỉ sau nửa giây hắn ta đã tới trước mặt Lâm Nhất, kỳ lạ như dịch chuyển tức thời. Đại Nhật Toái Tinh Trưởng. Một tiếng quát lạnh lùng và điên cuồng phát ra từ trong miệng Phong Huyền Dực, chân nguyên cuồn cuộn của hắn ta lập tức biến thành mặt trời bay về phía Lâm Nhất. Một trưởng này cực kỳ đáng sợ. Tất cả nhân tài kiệt xuất trong phạm vi 100 dặm quanh đây đều cảm nhận được dư chấn. Khi nhìn thấy từ xa, ai cũng vô cùng kinh ngạc, vừa nhìn đã nhận ra đây là chiêu thức thành danh của Phong Huyền Dực, một trong thất đại cự đầu. Trong cùng một cảnh giới, không có mấy người có thể đỡ được một trưởng này mà không chết, những ai may mắn không chết thì cũng sẽ bị trọng thương. Mặt trời trên cao, tỏa sáng rực rỡ. Ở trong mắt Lâm Nhất, mặt trời kia gần như chiếm trọn đôi mắt hắn, lúc này sắc mặt hắn cũng trở nên nghiêm túc, Tử Diên kiếm quyết và Thanh Tiêu kiếm quyết đồng thời thôi động, chân nguyên do hai loại kiếm quyết phóng thích nhanh chóng tràn vào lòng bàn tay. Thình thịch, thình thịch. Đồng thời tim hắn cũng đập thình thịch, chiến thể Thương Long lặng lẽ thôi động, long viêm màu đen từ từ xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Ầm ầm. Khi long viêm và chân nguyên dung hợp với nhau, một luồng long uy gào thét bắn ra từ trong cơ thể. Bát ấn tề khai, Thương Long phần thiên thủ. Chân nguyên, khí lực, long viêm, kiếm uy Thương Long, lần đầu tiên Lâm Nhất dung hợp tất cả vào Thương Long phần thiên thủ. Sau khi thăng cấp lên cảnh giới thiên phách tầng 2, Lâm Nhất chưa bao giờ tiêu hao tinh lực như lúc này, nhưng uy lực của Thương Long phần thiên thủ mới này cũng không làm hắn thất vọng. Răng rác. Long viêm màu đen xuất hiện. Long chảo khổng lồ như cấu xé cả vùng trời, vừa xuất hiện đã cuốn theo kiếm uy vô tận. Nó giống như một thanh kiếm khổng lồ đâm thủng đất trời, đối đầu trực diện với Đại Nhật Toái Tinh Trưởng đang đánh tới kia. Bùm! Long chảo và mặt trời đối đầu kịch liệt, năng lượng cuồng bạo phóng thẳng lên bầu trời đảo Phù Không như bão tố. Vô số dư chấn long viêm và mảnh vỡ mặt trời như sao trời vỡ vụn xẹt qua chân trời tối tăm, rơi xuống những dãy núi và rừng rậm trên đảo. Ầm ầm. Tiếng nổ mạnh vang vọng không ngừng trên đảo, cuộc đối đầu kinh thiên động địa này lập tức gây xôn xao. Là Lâm Nhất. Là Lâm Nhất và Phong Huyền Dực. Chẳng mấy chốc đã có người nhận ra long chảo kia là võ học tạo hóa mà Lâm Nhất từng thi triển, tất cả võ giả trên đảo đều vô cùng kinh ngạc và chấn động. Hồng hộc. Sau một chiêu này,
hai bóng dáng đang quấn lấy nhau trên bầu trời đều lùi nhanh về phía sau. Từng ánh mắt xuyên qua bầu trời đen kịt nhìn thẳng vào hai người. Đây vốn chỉ là một cuộc giao đấu trong khe núi, nhưng sau khi đánh nhau thật lại tạo thành dư chấn quá lớn, ngay tức khắc thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trên đảo. So với cuộc chiến giữa Lâm Nhất và Phong Huyền Dực, điều khiến người ta ngạc nhiên hơn là sau chiêu thức kinh thiên động địa này, có vẻ như Lâm Nhất không chịu thiệt quá lớn. Đầu tiên là giết Liễu Mộ, sau đó đánh bại Thạch Huyên, Tống Nhuệ, bây giờ còn đánh nhau với Phong Huyền Dực, Lâm Nhất đúng là không sợ trời không sợ đất. Chắc là họ đang tranh giành truyền thừa của Nhật Diệu Tinh Cung đấy, có lẽ lần này Lâm Nhất đã phải tấm ván sắt rồi. Trong những ánh mắt nhìn về phía Lâm Nhất đều khó giấu được vẻ chấn động, thậm chí sâu trong lòng họ còn có chút kích động. Với thân phận là một con hắc mã đến từ giới vực cấp thấp, Lâm Nhất quật khởi như một ngôi sao chổi, mỗi lần chiến đấu đều làm cho người ta không kìm được chờ mong, vì đó mà nhiệt huyết sôi trào. Một trường này có vẻ không đáng sợ lắm nhỉ. Lâm Nhất nhếch môi cười, lau vết máu dính trên khóe miệng, nhìn Phong Huyền Dực mặt mày u ám bằng ánh mắt sôi trào ý chí chiến đấu. Chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Trên mặt Phong Huyền Dực vẫn không có chút dao động, chỉ là ánh sáng lạnh trong mắt càng thêm dày đặc, trong lời nói để lộ sát ý lạnh thấu xương, tạo thành khác biệt rõ rệt so với dị tượng do ý chí hỏa diễm của hắn ta tạo ra. Bùm! Vừa dứt lời, hắn ta tiếp tục lao đi. Bầy quạ lửa phủ kín bầu trời không ngừng chuyển động như mây, uy áp đó quá đáng sợ, đến nỗi không khí ở những nơi hắn ta đi qua đều nổ mạnh. Đi chết đi! Ở phía trên khe núi, Phong Huyền Dực đứng giữa không trung siết chặt năm ngón tay thành nắm đấm, quạ lửa đầy trời chuyển động sau lưng hắn ta như cơn mưa lửa, trông như vòng hoa lửa màu vàng. Sắc mặt Lâm Nhất hơi thay đổi, quả thật ý chí hỏa diễm của tiểu tử này rất khó đối phó. Nếu hắn không có kiếm ý thông thiên thì chỉ sợ sẽ kém xa đối phương. Thanh tiêu tại thụ, tử diên hoa khai. Lâm Nhất vừa nhẩm niệm, dị tượng của hai đại kiếm quyết lập tức xung hợp, thần thụ khổng lồ xuất hiện sau lưng hắn, hoa tử diên trên nhánh cây như ngôi sao tô điểm. Đó là dị tượng hoàn toàn do kiếm quyết tạo ra, kích phát kiếm uy của hắn đến cực hạn, cuối cùng cũng áp chế được ý chí hỏa diễm của đối phương được một phần. Nhưng dù vậy, ưu thế về tu vi của đối phương vẫn khiến Lâm Nhất cảm thấy vô cùng khó chịu. Trong nháy mắt, hai người đã đấu với nhau hơn 10 chiêu ngay phía trên khe núi. Ầm ầm. Chân nguyên sao động, dị tượng đan xen, ánh sáng tung hoành. Cuộc chiến đẳng cấp này khiến tất cả mọi người trên đảo đều khiếp sợ, trố mắt ngoác mồm, hoàn toàn không ngờ cuộc chiến ở đẳng cấp của thất đại cự đầu trên bảng Thương Long sẽ tạo thành cảnh tượng đáng sợ như thế này. Rõ ràng đang là ban đêm, nhưng dưới sự chiếu rọi của các dị tượng lại sáng như ban ngày. Hai bóng dáng kia va chạm nhau như tiếng sấm vang trong lòng mọi người, khiến họ khí huyết sôi trào, lục phủ ngũ tạng không chịu nổi. Nhưng vào lúc này có ánh sáng vàng đen bắn tới, hư ảnh của một con ma viên thái cổ khổng lồ xen vào giữa hai người. Con ma viên đó cầm một cây trường côn màu vàng nặng nề như vực sâu. Linh văn trên côn lấp lánh như có máu vàng chảy xuôi trong đó. Khi cây côn này đập xuống, trời đất như cũng chao đảo lắc lư, không gian phía bên này lập tức trở nên vặn vẹo. Phong Huyền Dực đang áp chế Lâm Nhất nhìn thấy cảnh này thì lập tức thay đổi sắc mặt. Cây côn đột nhiên chen vào này vừa khéo xuyên thủng tầng mây được tạo thành từ bầy quạ lửa sau lưng hắn ta, sau đó đánh về phía hắn ta. Cùng lúc đó, một con mèo đen có long huyết dần dần phóng đại trong mắt hắn ta. Mèo rồng, là ma sủng của Lâm Nhất. Mèo đen có máu rồng trong người, ngoại trừ con ma sủng của Lâm Nhất, con đường thông thiên không tìm ra con thứ hai. Phong Huyền Dực suy nghĩ nhanh như điện, rất nhanh đã đoán được lai lịch của ngựa huyết long, nhưng trước mắt hắn ta không rảnh suy nghĩ những điều này. Cây ma côn thiên khôi ở trong tay ngựa huyết long bộc phát uy lực cực lớn. Linh văn cổ xưa trên côn gần như được kích hoạt toàn bộ, thân côn làm bằng ma kim khôi đấu tỏa ra ánh sáng thật sự của nó. Nó bay nhanh qua không khí như định hải thần châm, như thể đâm xuyên cả bầu trời, không gian điên cuồng vặn vẹo dưới áp lực cực lớn. Phong Huyền Dực đang chiếm ưu thế lập tức nhận thấy được nguy hiểm, hắn ta nhanh chóng đưa ra phán đoán. Không thể đối kháng trực tiếp với cây côn này, dù không bị thương thì cũng sẽ rất chật vật.
điều quan trọng nhất là hắn ta không muốn cược. Đại Nhật Chiêu Thiên. Hai tay Phong Huyền Dực hợp thành chữ thập, sắc mặt nghiêm túc trang trọng, đợi đến khi côn đánh xuống, hai tay đột nhiên bắn ra, một mặt trời từ từ bay lên từ giữa hai tay hắn ta, chớp mắt mặt trời này đã to lên đến gần 100 trượng. Quả cầu lửa vàng nóng rực tỏa sáng trên bầu trời, giờ phút này nó chiếu sáng khắp mọi nơi trên đảo Phù Không. Bùm! Dự uy đáng sợ lan rộng ra, mặt đất trong phạm vi 100 dặm quanh khe núi đều bốc cháy. Những khu rừng và dãy núi bất tận đều nổi lửa, yêu thú và những người ở trong đó đều kinh hoàng chạy trốn điên cuồng. Bầy chim đen nghịt và người đồng thời bay lên trời, cảnh tượng đó thoạt nhìn cực kỳ đồ sộ. Bùm! Ma côn thiên khôi của ngựa huyết long mạnh mẽ đánh vào mặt trời kia, nó chỉ chịu đựng được một lát rồi chia năm xẻ bảy. Vô số quả cầu lửa to lớn xẹt qua bầu trời như tia chớp, tạo thành hình chiếc ô xòe khổng lồ rơi xuống mặt đất. Hàng trăm, hàng nghìn con yêu thú bị mảnh vỡ đập chúng, ngay lập tức hòa tan. Võ giả nhân loại có vẻ linh hoạt hơn, nhưng khi bị dư chấn quét chúng, ai cũng la hét thảm thiết như quỷ khóc sói gào. Giết! Lâm Nhất đang trong cuộc chiến dĩ nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời này, ngay khi Phong Huyền Dực xoay người đối mặt với ngựa huyết long, hắn lập tức thi triển đằng long quyết đến cực hạn. Hắn bước đi trên không trung, trong không khí xuất hiện vết rách, cùng với tiếng nổ lớn như sét đánh dường như có ngọn núi bị đạp nát. Lâm Nhất xông tới như một con rồng vẫy đuôi dịch chuyển tức thời đến trước mặt đối phương. Răng rắc! Tốc độ quá nhanh, một quyền này đấm thẳng vào người đối phương. Tia sáng vàng tỏa ra từ khe hở giữa các ngón tay khiến cho Phong Huyền Dực nổ thành nhiều mảnh nhỏ. Nhưng những mảnh nhỏ này lập tức hóa thành một ngọn lửa, Lâm Nhất khẽ biến sắc, nhanh quá. Hắn ngoái đầu lại nhìn, bản thể của Phong Huyền Dực đã lùi ra xa 1.000 mét. Nhưng hắn ta cũng không có cơ hội thở dốc, mà côn thiên khôi trong tay ngựa huyết long đâm thẳng về phía mặt hắn ta như thanh trường thương. Phong Huyền Dực hơi nghiêng người. Nhanh chóng tránh được một đòn hiểm ác này. Sau đó hắn ta bước liên tiếp 3 bước trên không trung, lần nữa tấn công về phía Lâm Nhất. Vạn Nha Hóa Chiều. Trong lúc tới gần Lâm Nhất, hai tay hắn ta lập tức kết thủ ấn với tốc độ khá thuần thục. Đến khi tới trước mặt Lâm Nhất, vô số những con quạ lửa sau lưng hắn ta vỗ cánh, nhấp nhô lên xuống như thủy triều, uy áp hỏa diễm phun trào khiến người ta không thở nổi. Bùm, bùm. Bùm! Dưới uy áp kinh thiên động địa này, hắn ta tung liên tiếp 3 trưởng về phía Lâm Nhất, mỗi trưởng đều đánh bay Lâm Nhất ra xa mấy trăm mét. Sau khi đánh xong 3 trưởng, mấy nghìn cánh hoa tử diên trên cây thần thụ thanh tiêu sau lưng Lâm Nhất đều bị đánh bay khỏi cành. Dị tượng do hai đại kiếm quyết thanh tiêu, tử diên dung hợp bị hắn ta đánh cho tách rời, khí thế kiếm uy của Lâm Nhất lập tức sụt giảm. Điều làm người ta sợ hãi hơn là trong lúc tung 3 trưởng công kích Lâm Nhất, hắn ta còn biến ảo thân pháp nhiều lần để tránh những đòn tấn công từ ma côn thiên khôi của ngựa huyết long. Đến nỗi món đạo binh có lai lịch cổ xưa và uy lực đáng sợ này cũng không đánh trúng Phong Huyền Dực một lần nào ngoại trừ dư uy lan tới gần. Có nguyên nhân do ngựa huyết long không đủ thực lực, chưa thể khống chế ma côn thiên khôi hoàn toàn, cũng có nguyên nhân do thân pháp của Phong Huyền Dực rất nhanh. Dù đang ở trong tình thế nguy hiểm, Lâm Nhất cũng không bối rối, trong đầu hắn hiện lên hình ảnh Bách Lý Kỳ giết chết mấy trăm con ma nhân chỉ trong nháy mắt. Áo xanh tung bay trong gió, Lâm Nhất giơ tay lên, mấy nghìn cánh hoa tử diên bị đánh rơi xuống kia đều nở rộ. Hoa nở hoa tàn, đạn chỉ nhất thuấn. Khuynh thành tử diên, tuyệt thế phương hoa. Khi Lâm Nhất búng tay, mấy nghìn cánh hoa đều bắn ra một tia kiếm quang răng chép khắp nơi. Nhìn hoa cả mắt, tấn công tới tấp về phía Phong Huyền Dực. Keng, keng. Tiếng leng keng liên tục vang lên bên tai, một cái lồng ánh sáng được ngưng tụ từ chân nguyên xuất hiện trước người Phong Huyền Dực, kiếm khí không ngừng phát ra tiếng leng keng. Mặc dù nó không thể xuyên thủng lồng ánh sáng bằng chân nguyên này, nhưng đã chặn lại Phong Huyền Dực trong trạng thái vạn nha hóa chiều. Kiếm ta tức thương long, kiếm xuất kinh phong lôi. Dị tượng biến ra từ hai đại kiếm quyết bị phá vỡ, Lâm Nhất dứt khoát cho nó biến mất, dốc toàn lực thôi động kiếm uy thương long bất diệt. Rư. Kiếm thế đầy trời lại lần nữa ngưng tụ rồi hóa thành một con thương long lúc ẩn lúc hiện, nó cuốn theo sức mạnh phong lôi bay lượn quanh người Lâm Nhất.
Dĩ Mộc sinh phong, Vân Tiêu hóa lôi. Sau khi búng tay ngăn cản đối phương lấn tới, Lâm Nhất không lùi mà tiến, giang hai tay ra giấy lên lốc xoáy tử điện cuồng bạo, đợi sau khi cuồng phong tản đi, Lâm Nhất tung một chưởng vào lồng ánh sáng của đối phương. Răng rác. Chiếc lồng ánh sáng đã bị đạn chỉ thần kiếm va chạm mạnh lập tức vỡ tan tành vì một chưởng này, Phong Huyền Dực lùi nhanh về phía sau. Với khí thế không gì đỡ nổi coi như Lâm Nhất đã đánh lùi được hắn ta cũng khó có thể tìm được cơ hội tuyệt sát Lâm Nhất. Phong Huyền Dực chau mày, vẻ bực bội chợt thoáng qua trong mắt. Vừa rồi là cơ hội rất tốt, dị tượng của đối phương bị phá tan, dù cho thi triển át chủ bài trong tuyệt cảnh cũng sẽ rất vội vàng, từ đó uy lực sẽ yếu hơn nhiều. Nhưng hắn ta còn chưa kịp lên tiếng mắng, một cái bóng đen đã đột ngột xuất hiện trước người hắn ta. Đợi đến khi hắn ta nhận thấy nguy hiểm, định lùi lại né tránh thì đã muộn. Phụt! Con dao găm màu đen cắt rách chân nguyên hộ thể, để lại một vết thương chảy máu giàn giụa trên ngực hắn ta, Phong Huyền Dực định thần nhìn lại thì lập tức giận tái mặt. Hắn ta không ngờ con mèo rồng kia lại đổi sang một con dao găm màu đen khác, khiến hắn ta nhất thời không để ý nên bị nó làm bị thương. Tự tìm đường chết. Ngực đau nhức khiến Phong Huyền Dực không nhịn được chửi ầm lên, sầm mặt bùng nổ sát khí vô cùng khủng khiếp. Bùm! Hắn ta lao tới nhanh như chớp rồi đấm một quyền, khiến ngựa huyết long vừa biến mất lập tức hiện nguyên hình. Răng rắc, có thể nghe thấy một âm thanh giòn giã, ngựa huyết long lăn mấy vòng giữa không trung như một quả bóng cao su. Súc vật, đi chết đi! Phong Huyền Dực cười nhếch mép, sắc mặt dữ tợn. Ánh sáng lạnh trong mắt đâm thủng hư không rồi đuổi theo với tốc độ nhanh hơn nữa. Làm càn. Nhưng bỗng có một tiếng quát lớn như tiếng sấm vang lên khiến mây trời rung chuyển, kim sĩ thần nhân hiện thân sau lưng Lâm Nhất đột nhiên giang hai cánh ra. Soạt. Trong đêm tối, kim sĩ thần nhân giang đôi cánh rộng lớn chiếu sáng khắp mọi nơi. Ánh sáng ấy phủ lên tầng mây một lớp màu vàng kim. Ấn ký thần dương cổ xưa trong lòng bàn tay Lâm Nhất bắt đầu khởi động như là mặt trời vĩnh viễn bất diệt bị nắm trong tay. Ánh sáng đại nhật, muôn đời bất diệt. Khi đôi cánh kia giang ra thành hình nửa vòng tròn, Lâm Nhất siết chặt nắm đấm, đấm một quyền khiến cho không khí nổ tung như hồ nước. Uy lực cuồng bạo đó như xốc lên lớp ngoài không gian, để cho võ học tạo hóa cấp đế giả này đánh thẳng về phía mặt đối phương. Cấp đế giả. Con người Phong Huyền Dực đột nhiên co rụt, hắn ta đang trong cơn thịnh nộ lập tức bình tĩnh lại, sâu trong mắt hắn ta thoáng hiện vẻ hối hận. Mặc dù hắn ta đã che giấu cảm xúc phẫn nộ của mình nhanh nhất có thể nhưng chung quy vẫn chậm một nhịp. Khi hắn ta đỡ lấy một quyền này, khí thế của Lâm Nhất đã đạt tới mức cao nhất, còn hắn ta thì vẫn chưa kịp chuẩn bị, có thể nói là im ỉm chịu thiệt, vô cùng ấm ức. Phụt! Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 126.